Nhưng mà hôm nay thì có một cái ác của một trò cưng của tôi, một trò cưng. Trò cưng của tôi, anh em nhìn tên thì chắc là anh em biết là ai rồi đúng không? Nhìn anh em nhìn tên đấy, nhìn cái tên ở chỗ này thì anh em biết là ai rồi. Thì thôi tôi không giới thiệu nhiều nữa. Đấy, trò cưng của tôi ở Molik, giải Molik 2v2 vừa rồi thì anh có nhờ tôi xem nào, để tôi xem cái đề bài một chút. Xem nào. Thầy ơi, có làm tí phá không? Hình như em còn 3-4k tỷ gì đó. Đấy. Ai xem nào, thầy làm team cái gì nhỉ? Thầy làm những team mà xin kiểu một chân ấy, một que thôi. Thầy làm một que cho em đấy, thầy bán hết đi cho em. À, thầy bán hết cái đội hình đi, thầy làm cái đội hình gọi là một que, kiểu là thuận một chân thôi, chân 5, chân 3 gì gì đấy. Ok, được rồi, thể theo nguyện vọng của Thế Anh thì đấy, hôm nay tôi có nhận được lời đây, tôi có nhận được lời đây. Hello anh em nhá. Bán hết cầu thủ đi, đập đi xây lại, Thierry Henry, MC8, bán hết. Bán dần nhá. Con này 18 tỷ này, có thủ môn này, đầu tiên là cho quả Rena đi này. Rena 18 tỷ. Rồi, 20 tỷ trôi luôn. Trôi con này đầu tiên, Zambrotta. Lên đường nốt, bán mắc anh em ơi, bán thì phải bán mắc, mua thì mua min. Nó là công thức. Đó, mua là phải mua, gọi là mua phải mua min, còn bán là phải bán mắc. Đó, đi chợ cái thứ người ta cũng phải thấy mà, đi chợ người ta cũng thế mà. Uầy, wow, con này như là phải bù ấy, con này như tôi nhớ không nhầm, con này phải bù cơ. Cứ từ từ con này để lại tí xem nào. Để lại một tí xem nào, Fang de Boe mùa hot này thì chắc là không có nhiều người mua, con này chắc là min thôi. Đấy, chắc là min thôi. Bút quyết này hay đấy, bút quyết này có khi là phải giữ lại này, có bút quyết này là một con CDM tôi rất là thích. Con bút quyết này anh em này, là một trong những con CDM tôi rất là thích. Nên là khả năng tôi phải giữ bút quyết này lại, con này cũng khó bán cơ. Tôi phải giữ bút quyết này lại, tôi xoay quanh nó. Chậm chạp như thầy, đá bóng bằng cái đầu em ơi, đá bóng nó bằng cái đầu nó thế đấy. Đây này, ba mình để mắc luôn, có nhu cầu thì mua mắc nhá. Có nhu cầu thì mua mắc, Xavi RTN8. Phá hack thằng bà, đồ phá hack anh em, đập đi xây lại, làm ơn đọc đúng. Làm ơn đọc đúng cái tiêu đề giúp tôi, 550 tỷ. Đó, 550 tỷ thì bạn sẽ có chữ ký của ngôi sao sáng nhất Brazil. Ở mùa BTB cực hay, Neymar cực hay ở mùa BTB. 550 tỷ tôi nghĩ là một cái giá phải chăng. Đấy. Một cái giá tôi đánh giá là phải chăng. Một cái giá mà có thể là chấp nhận được. Để đổi lấy cho một siêu sao. Thierry Henry. Con vợ đang min đúng không? Con vợ đang min tôi bán 400 tỷ. 400 tỷ. Cái giá quá hời. Uầy, cái giá này quá hời luôn đấy, 400 tỷ. Dô béo này khả năng hơi khó đẩy, tôi xem thị trường như nào nào. Biết ngay mà con dô béo này 1170 tỷ thì bao giờ mới đẩy được hả anh em? Xuống cộng 1 mới đẩy được, con này phải về 1. Con này về 1 mới đẩy đi được. Ok, được rồi, về 1 mới bán được. Lớn ngứa lên 3, lớn ngứa, cẩn thận lớn ngứa, làm sao lớn ngứa lên 3 được bỏ mày. Lớn ngứa lên 3 nhá. Nope. Rồi, về 1, ok. Đẩy trôi cái tuột. Nào, có con vợ đang bán đúng không? Bán luôn. Con vợ đang treo luôn, rô béo 1.000 tỷ đúng không? Bán luôn, mua rô béo về mà trải nghiệm. Sao nào, có S VIP, con nick con vợ này không S VIP à? Uầy, nick con vợ này không S VIP à? Dở rồi, thì anh ơi, giờ bảo làm quả không có S VIP này, chết thì rồi. À đây, có cái FC, có FC. Có 1.000 FC, có rồi. Con vợ này chơi bời, không S VIP luôn mà, sợ thế. À, sao nay WeScan nó im thế nhỉ? Test thử WeScan là 5 phút rồi, chứ cái gì à? Test thử WeScan ấy. WeScan này có lúc lỗi lúc không à? Nên là cứ phải test thử cái. À rồi, ok. Ok, nó không lag. Test thôi làm gì căng vậy? Ok, nó không lag. Khéo đâu mà khéo, thì tôi tưởng nó lag thì tôi bảo lag, không lag thì thôi anh em. Đấng rank bán chuyên. Đấy, đây rồi. Cảm ơn đấng rank bán chuyên nhá. Không thích test đấy. Test đi, phải test. Lấy cái thẻ giảm giá cái 30%. Ô, được 20% thôi à? Ô, cái này ít thế nhở? Cái này 1,100k rồi, để tôi tìm xem nào, để tôi tìm xem có cái gì thẻ PP vật phẩm may mắn à. Khoái cả động lại có luôn cái phiếu 30% này đấy. Mua luôn. Vướng cái gì đâu mà hết bao nhiêu tôi bù cho Thế Anh, vướng gì mà. Em tôi thiếu gì tiền đâu mà anh em cứ phải lo vấn đề. Làm cái phiếu 30%, nhận lại rô béo nó 1.000 tỷ các bạn, làm cái 30%. Nào, làm cái 30%. Ok, rồi, vô. Đấy, nhiều tiền rồi đấy. Uầy, sao tôi bán nhanh như ta hết rồi à? Đâu, Xavi mình đã bán rồi à? Xavi. Từ từ, hay là tôi giữ lại Xavi bút quyết tôi xây Tây Ban Nha nhỉ? Vì tôi đang muốn là xoay quanh Tây Ban Nha. Đây rồi, tôi giữ lại ba nhân tố này, tôi giữ lại ba con người này để tôi xây dựng Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha vàng. Bây giờ nhá, bây giờ mình có cái trục dọc này rồi thì đầu tiên là mình cần một tiền đạo. Và Barca tôi sẽ chơi tiền đạo ảo. Đấy, tiền đạo ảo. Tiền đạo ảo hay nhất của Tây Ban Nha. Tôi sẽ lựa chọn đó là David Silva. Silva mùa nào nó phải nhiều tiền một tí. Mày quất luôn của cộng 8 luôn của Tây Ban Nha mà vàng từ từ. Nốt con này lại, nốt con này lại cái. 114 CM có thánh chuyển luôn à? Chân 5 chân 2 đúng yêu cầu luôn mà. Đó, thầy vừa bảo Tây Ban Nha mà. Ừ thì Tây Ban Nha mà anh em. Đó, chân 5 chân 2 này càng tốt luôn mà. Đúng yêu cầu. Con này có thánh chuyển, đúng yêu cầu. Con vợ yêu cầu là phải thuật một chân. Con vợ thấy anh là bây giờ thầy yêu thầy bươi cho em một team là phải thuật một chân. Phải thuật. Không thuật không đá, phải thuật một chân. Mua bán thông minh. Mua bán thông minh, mua bán chơi, mua bán bằng cái đầu. Mua bán bằng cái đầu 85 tỷ thôi. Tiết kiệm được khoản. Đấng rank bán chuyên. Tiết kiệm được khoản. Các rank còn lại đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn đấng rank bán chuyên nha. Nhìn Tây bạn nha thấy nhớ David Villa mà game này không có. Không có, nhưng tôi thích của đấy lắm luôn ấy, không có. Asensio, đúng rồi, Asensio là một trong những con vợ thọt chân. Marcos Asensio, BTB8. Đây rồi, Asensio chân 5, chân 3, đúng yêu cầu luôn, đúng yêu cầu đưa ra. Mang về luôn, à không, mắc thì không được, mắc không được, mắc thì không được, tôi giảm một cái giá tầm trung trung ở giữa đó. Tôi giảm cái giá tầm trung trung, đấy. Cánh con ai nhở, như vậy là Petro, Petro. Ủa, con này đắt thế á? Ui vãi, con này đắt thế á? Ui. Không, chuyển. Mà con này nó không thoạt chân. Vấn đề là con này nó không thoạt chân ấy. Còn con nào thoạt không nhở? Ui đắt thế. Ui con đắt thế nhở? Phá bê ghét là chưa cái mùa EBS mà sao nó đắt thế ra? Múc. Quyết định rồi, múc. Múc múc không nói nhiều. Chân 4 chân 5 là thoạt. Là thoạt rồi, đối với tôi là thoạt. Là thoạt. Mata á. Mata, ai đá Mata không nhỉ? Ở FIFA này tôi chưa thấy ai đá Mata. Đấng rank bán chuyên, nót đấng các rank còn lại đã donate cho chân 5 chân 3 ok rồi. Xavi Alonso vừa đẹp trai, mình. Vừa chuyển ưng mình. Mà tôi chưa thấy trong đời S của thầy. Mình đẹp trai vừa chuyển ưng à? Từ cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh nhá. Anh em cần con nào mang về bảo tôi, cần con nào cứ hỡi tôi một câu. Kéo này xuống, Nào, đá đúng cái đội hình Barca đỉnh cao nào. RAM đây, RAM, RAM đây này phải đá đội hình đúng vào đội hình Barca đỉnh cao này. Đấy, à, mà đúng quả đội hình Barca đỉnh cao. Đá chỉ AM, độc chỉ có AM. 4. Lại còn 4-2-3-1-0. Lại còn 4-2-3-1-0. Ôi, 4-6-0 đi là còn 4-2-3-1-0. Nó mới đau tôi chứ. Sao nào? Độc chỉ có tôi, chỉ mang những tiền vệ về thôi nha. Tôi chỉ mang những tiền vệ về. Chỉ đá tiền vệ không còn tiền đạo. Jordi Alba, mang Jordi Alba cánh về E21 đúng không? Không phải, nó phải vàng anh em ạ, nó phải Tây Ban Nha, nó phải vàng. Đây rồi, Jordi Alba. Ở bên Tây Ban Nha này, Thế Anh nó đá thì thơ luôn anh ạ. Thế Anh nhá, Thế Anh em, Thế Anh của tôi đá nó, bóng đá nó thơ lắm. Nó thật với anh em luôn đấy. Thơ thật, hiểu cái cách em bắn Varudan à. Thơ lắm. Sau khi có thời gian dài sống và thi đấu tại Tây Ban Nha và trưởng thành từ lò đào tạo chứ danh La Masia, có lần anh từng nói, điều ước lớn nhất đời tôi đó là mang quốc tịch Tây Ban Nha. Anh em nào anh tài nói, chính mạnh hãy đem gốt về với xứ sở bò tót. Không. Tôi đang âm 3.3 nên chỉ đưa không ra nhập, ý kiến không thôi. Nhập tịch được lại không nhập tịch được. Không nhập tịch được. Người của em đã donate cho Tabi. Cảm ơn Kim Dung nhá. Gì cây đâu thầy, em thấy nhiều người ít bắt thánh y cơ. Hay thầy mua về test thử ca Silas xem sao ạ? À? Cao gì? Có M85 thôi nờ ma phản xạ ok phết đấy ạ. Sao mà phải test? Leyma với chúng tôi này, Leyma BTB8 lên đường rồi, David Silva về luôn. Mua bán thông minh. Mua bán thông minh đáng 95 tỷ, đáng 97 tỷ. Nhưng tôi chỉ bỏ ra 85 tỷ để mang cầu thủ về thôi. Mua bán thông minh là như vậy. Rồi. À, nhiều tiền ác luôn mà. Thiago Alcantara. Chắc là đá MC, con này chắc là đá MC là được ấy. Đấy, mắc đầu luôn. Ghép lại cái đội hình nhá, ghép lại cái đội hình cái. Vì Cavahan là ok, Cavahan thì vì tôi tính là tôi sẽ dâng hai cánh lên cao nên tôi phải đá hai thằng cánh lương to một tí. Đấy, gôn đá tôi có đá gôn lương thấp. Cavahan tôi kiếm cái con nào cộng 8 thì tôi đá lương nó phải to một tí. Tôi đá mấy con lương to nó quen rồi. Dani Cavahan mùa này có lá phổi, có ma tốc độ, được cái nhờ. Được cái chứ, cộng 8 lên là được cái chứ. Team Color cộng 3 nữa này, cấp ui được cái chứ nhờ. Trông nhìn được ấy. Lắp thêm cái phần là tạt bóng nữa là ok. Trông nhìn được ấy. Mắc luôn, mắc luôn. Mắc luôn cho cẩn thận.
tiêu tiền sướng thật mà anh em ơi, anh em giàu lên đi, giàu sướng lắm anh em ạ. Đó, anh em giàu lên đi, nhìn đâu nhìn anh em vào cái nick của Thế Anh này đưa cho tôi này, tiêu tiền có tiếc đâu, có tiếc tay đâu mà. Tây Ban Nha thiếu gì đâu anh em, Tây Ban Nha thiếu gì những tiền vệ có thánh truyền mà cộng 8 đâu anh em, thiếu gì. Đây, đây là một trong những ví dụ này. Một trong những ví dụ Pedri, Min, đó, Min, được chưa? Nhà đi nhà, không nhà thôi, không nhất thiết. Một tiền đạo bây giờ tôi vẫn, bản chất là tôi vẫn cần một tiền đạo. Trong cái sơ đồ này tôi vẫn cần một tiền đạo để khi nào bí vẫn là tôi cần thêm một tiền đạo nữa để gọi là giải quyết trận đấu. Một tiền đạo sắc lẹm Tây Ban Nha. Cùng tên với sắc lẹm nhưng em đẹp trai hơn đã đâu nét cho Cavi 10.000 đồng. Sắc lẹm luôn, mang con này về. Cavarian ơ 21 chỉ số cao hơn kìa thầy. Torres NTG. Ờ, mua Torres tự dưng mình mua thằng Morata làm gì nhỉ? Giờ hơi thật đấy, tự nhiên đi mua thằng Morata làm đếch gì nhỉ? RTN, RTN làm gì có cộng 8 anh em. Torres. Đó, mang của Torres Chelsea về. Mang của Torres này về, bỏ ngay của Morata đi. Đó, tiết kiệm một khoản, bỏ của Morata đi, tiết kiệm một khoản. Sergio Roberto đá được đa vị trí. Sergio Roberto đá được rất nhiều vị trí RB này. Đá được RB, đá được cả CM. BTB, con vợ này khan trông có vẻ khan hàng quá nhỉ. 52 thỏi, liệu có đủ một cái gật đầu. Đó, 52 thỏi. Thủ môn là khả năng là mùa up. À, thủ môn là khả năng mùa lai, quên. Thủ môn là khả năng mùa lai để tôi đá hai cánh nó lên cao một tí. Mùa lai. David De Gea lựa chọn của tôi. Múc. À, nhiều tiền nó sướng thế nhỉ. Cố gắng mà giàu lên anh em ạ. Đó, cố gắng mà giàu lên thì nhiều tiền nó sướng lắm. Thiếu một CB á. Ô, tôi build thiếu một CB hả? Chết bay, thiếu một CB anh em. Thằng nào bây giờ nhỉ? Thiếu một CB à? Pau Torres anh em. Pau Torres là thằng rau dưa đó nhỉ? Tôi chưa nghe tên thằng này bao giờ vậy đâu. Pau Torres. Nó là phải cộng 8. Nó là phải cộng 8 mới chơi. 60 mấy tỷ Pau Torres này, thằng này có vẻ khả năng chơi chân khá là tốt này. Thằng này chơi chân khá là tốt. Đấy, chơi chân khá là tốt, thể lực ok. Được, chú có chuyển dài đánh đầu mạnh, ok mang thằng này về. Mang thằng này về. Đó, 64 tỷ thôi, thằng này không thể nào có cái giá nó lên tới có 70 mấy tỷ đâu. Không thể. Sad boy đã donate cho 64 tỷ 10.000 đồng. Cảm ơn sad boy nhá. Dầu cho cố rồi lên livestream cũng bị ông cướp hết. Còn đồng nào để anh em tôi bơm vào gà đâu? Có đâu, nạp nick vào đi, nạp nick chơi sự kiện đi, nạp nick chơi cái sự kiện. Sao mình thiếu thằng này? Cùng tên với thầy nhưng em đẹp trai hơn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy cạn tàu giáo máng với tôi. Tình thầy trò đến thế là cái cùng. Cái tôi tàu. Vào áp kéo mặt thầy ra to như cái bánh bao, thầy đừng trách tôi. Kéo làm sao tự dưng kéo củ cái gì điên hả? Kéo củ cái gì vậy? Tôi mang về Fendo Hero. Mang về Fendo Hero, tôi đang thiếu mang đội trưởng. Hero sẽ là một cầu thủ rất tốt để đảm nhiệm vị trí CB đội tôi. Chưa được, tôi cảm thấy nó vẫn thiếu cái gì đó, sẽ ít lương thế nhở. Apili Cueta cộng 8 bán đầy ạ. Apili Cueta, được rồi. Thế thì tôi sẽ bỏ thằng Sergio Roberto đi. Đây, mùa up. Lương 20 à? Lương 20 sao ít thế nhở. Mùa cap được không nhở, mùa cap cộng 8 này. Được, con vợ này tạt bóng tốt, hỗ trợ tấn công được, có phổi. Không đủ B, thằng này nhót. Thằng cho nhót luôn, một trong hai thằng này nhót. Khả năng là con vợ Cavahan hay Cavahan đắt tiền hơn nhót. Rồi, mua này về. Ok. Rồi, tôi thấy là cần hoàn thiện được cái team Tây Ban Nha đấy. Tôi xây dựng, anh em tôi xây dựng quả Tây Ban Nha mạ vàng hoàn hảo. Không cần tiền đạo. 460, không cần tiền đạo. Không cần tiền đạo. Nào. Mạnh đấy. Nào, đây đội hình này nhá. Ý đồ tôi này anh em này. Ý đồ tôi xây dựng nhá. Ý đồ tôi này. Em để ý này. Đầu tiên, trong cái việc triển đầu tiên là tôi sẽ giảng anh em trước về lý thuyết. Ngày hôm nay để cho anh em nắm được cái tình hình là anh em tí anh em vào xem phát là anh em hiểu luôn. Đây, nó sẽ là như thế này. Đầu tiên nhá, là khi chúng ta triển khai bóng từ phần sân nhà, chúng ta sẽ qua chân ba cầu thủ ở đây. Tôi sẽ kéo bút quyết về chỗ này để xây dựng lối chơi kéo bóng lên. Xavi Berry đó là hai cái chạm trung chuyển, hai cánh này tôi sẽ đẩy lên tạo thành một khối tấn công năm người. Đó, nó sẽ là như thế vậy. Còn khi phản công thì tôi sẽ luôn có ba cầu thủ này ở nhà cộng với hai cầu thủ này kéo về là năm cầu thủ, khối đội hình phòng ngự vẫn đủ. Đó, để tôi phân tích trước cho anh em để tí không anh em mua anh, nếu mà anh em vào xem nhiều khi anh không hiểu đấy thì tôi nói qua trước thì anh em nắm được, anh em sẽ xem nó sẽ dễ hơn. Nào, bây giờ bắt đầu setup đi vào phần setup chiến thuật. 10 điểm lý thuyết đá Tây Ban Nha ở đây. Cái phần rộng là phòng thủ này là anh em phải để nó ở mức 5 đấy, còn cái này anh em sẽ để cao
để cao hàng phòng ngự của anh em lên. Đâu nhỉ? Để cao để đây để anh em để thật cao hàng phòng ngự lên để chúng ta áp lực đối phương nhá. Chúng ta áp lực đối phương khi mất bóng luôn, đẩy đội hình lên tận giữa sân. Bởi sao? Vì nếu anh em để đội hình thấp, anh em sẽ ăn những quả ZW. Anh em sẽ ăn quả ZW và với những CB như là Bion hay là Hero thì gần như anh em không có cửa. Không có cửa đuổi CBO kiểu Joe béo Henry các thứ, không đuổi được. Đó, thì anh em phải đẩy cao lên. Chống phản công. Chuyển trạng thái nhanh. Đây, ở cái phần rộng này khi tấn công hãy điều chỉnh các đội hình, điều chỉnh đội hình để đặt các tiền vệ cánh gần đường biên hơn. Đó. Ôi giời ơi. Giấu tên anh em hãy đặt rộng lên, đặt thật rộng lên. Người khôn thích học, người ngu thích dạy. đang chỉ vào cầu cay chưa? Mẹ đang chỉ vào cầu luôn mà con vợ điên chưa kìa. Uầy. Chuyển trạng thái nhanh. Đó, à không, chuyển trạng thái chậm, quên, chuyển trạng thái chậm nha, chuyển trạng thái chậm. Tiki Taka. Đấy, cầu thủ ở trong vòng cấm, hãy nhiều lên, hãy đặt nhiều cầu thủ trong vòng cấm lên. Khi mà có nhiều cầu thủ trong vòng cấm sẽ có nhiều lựa chọn. Sẽ có nhiều lựa chọn để anh em tấn công và anh em chuyền bóng hơn. Phạt góc cũng vậy, đá phạt cũng thế, cũng nâng lên. Xu hướng mình để là tấn công. Không, tổng tấn công thì hơi kinh. Tấn công rồi, xu hướng mình để tấn công. Đây, và bây giờ là chiến thuật đơn. Khi mà mình đá không tiền đạo, đấy nhá, mình đá không có tiền đạo thì mình sẽ để mấy con vợ này duy trì vị trí tự do hết. Tất cả đều chơi tự do. Duy Bảo đã donate và xâm nhập vòng cấm 50.000. Nó là số 9 nào? Đó, hai bên này nhá, anh em để là cái xâm nhập vòng cấm và cái di chuyển rộng giữa các hậu vệ. Ba thằng luôn, cả ba thằng anh em để cho tôi. Ôi giời ơi. Học sinh mới chơi game được 3 ngày đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Y lấy giấy bút ra ghi ngay CB gác cổng rank bán chuyên. Nhanh lên, lấy giấy bút ra. Hai cánh dâng cao, không thủ, hai cánh phải dâng cao để có người tấn công, luôn luôn chồng biên. Đó, phối hợp chồng cánh. Luôn luôn chồng biên. À, có bút quét thì chắc anh em biết rồi đúng không? Bút quét là mình sẽ phải xét như thế này. À, phòng thủ trung lộ, đánh chặn chủ động. Còn hai con này không cần chỉnh. Hai con này không cần chỉnh gì cả, hai con CM không cần chỉnh gì hết. Rồi, bắt đầu là xong cái phần nói qua về cái phần gọi là lý thuyết thì là như vậy. Đấy. Lý thuyết thì là như vậy. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với thực hành nhá. Nào. Tây Ban Nha, bắt đầu ra trận. Bắt đầu ra trận. À, con vợ thắng nhiều đấy nhờ. Con vợ à đấy. Xavi Alonso đẹp trai quay nón rậm đã donate cho Tabi 55.555 đồng. Sao giờ ta? À, khoai quá nhở. Suy nghĩ quá, quả sắc quả kẹo Xavi Alonso để suy nghĩ quá. Sao nhở? Ê. Lỗi gì? Giấu tên đã donate cho Tabi 100. Ui, cảm ơn giấu tên nhá. Xavi Alonso gì đó. Nhọt. Nhọt. Nào. Thủ môn thì tôi mua De Gea, anh em bắt được bóng này là đơn giản. Chơi thật chậm thôi nhá, thật chậm rồi. Đó, mình chơi bóng đá người già Tây Ban Nha. Nếu như thế anh có xem được clip này, hãy ghi nhớ những cái gì thầy dặn. Đó, trước khi ra sân, chơi thật chậm. Đó, thật chậm thôi. Đừng để mất bóng ở giữa sân. Dễ thì mình chuyền lên, khó thì mình quay về. Công thức nó chỉ có vậy. À, chơi chậm chậm thôi này. Này. Perry này, đúng không? Bỏ hẳn nút đen đi. Không cần dùng nút đen nữa. Sao trông nó không giống như những cái gì mà tôi mường tượng lúc mà tôi làm chiến thuật đơn nhỉ? Sao nó không giống lắm nhỉ? Nó không giống những cái gì mà tôi suy nghĩ lúc mà tôi set up chiến thuật đơn đâu. Nè. Bây giờ mới giống này. Tiki Taka. Ok. Này khác gì cái mâm trời ơi. Anh em tư duy rốt thật sự luôn đấy, nhiều anh em không hiểu cái gì về cái mâm ấy, tư duy của em rốt thật sự. Mà tôi nói ra thì tôi sợ anh em tự ái. Đó. Nhiều anh em kiểu cái tư duy của anh em về cái đấy hết là không, tôi không biết là anh em có biết thật không hay là anh em vào hùa thôi chứ còn. Đấy em kiểu gọi thật ra gọi đúng từ dân gian ấy thì nó là rốt. Đấy, nó là rốt. Không, cái đấy không phải khinh em ạ, cái đấy không phải khinh, nhưng mà rốt thì tôi bảo là rốt chứ tôi không biết nói dối. Tabi 10.000 đồng. Thầy đem tiền cước của anh em ủng hộ cho gà mua bản quyền David Villa đi chứ team Tây Ban Nha này thiếu một tiền đạo lanh lợi quá. Chuẩn luôn, cái team Tây Ban Nha này nó thiếu thật sự luôn, nó thiếu đúng cái màu của David Villa. Còn lại là ok.
khổ tính tôi nó như nào, nó nói thẳng em thông cảm nhiều, em tự ái thì tôi không chịu thôi, mà nó rốt thật, mấy em mà coi lại như vậy thì rốt thật. Tôi xong rồi. Ôi giời ơi. Em Dũng đã bỏ đi, bách khoa bên chạy Grab đã đồng ý cho Tabi 10.000 đồng. Từ khi xem thầy súp ảo với những con hàng đá mãn nhãn đã làm em đê mê, em liền múc một team ảo giá và em từ thách đấu rớt xuống thế giới hai hối hận lắm nhưng bán KDC mấy con hàng này. Cái trình độ mình không có người chơi kém. À không có cầu thủ kém. Không có cầu thủ kém. Chỉ có những người chơi không giỏi. Học trận đầu tiên nó chưa tìm được tiền nói chung đấy. Đội bóng này nó tổ hợp nhiều quá, nó chưa tìm được tiền nói chung à. Đấng rank bán chuyên, nó đấng các rank còn lại đã đâu hết cho Tabi 10.000 đồng. Ôi giời ơi. Học sinh trung bình nhưng thầy không kèm phụ đạo đã đâu nết cho Tabi 10.000 đồng. Tụi em giúp thầy nhiều lắm rồi, giờ thầy có súp ảo cho tụi em không? Đây em ơi, đây em ơi, anh em nào cần súp có gì nói đi. Một vài động tác cơ bản, một vài cái giơ chân, cái động tác cơ bản thôi mà. Rau muống phóng viên mà sao mà trớ thế nhở? Nhanh nhưng không chuẩn đã đâu nết cho cơ bản thôi mà. Khả năng phải gọi Vinh lên kiểm tra miệng một cái cho xem trình độ đợt này như thế nào rồi. Nope. Mẹ mà đến đấy rồi mà cái chân trái của Mata, cái chân trái của Mata đấy. Cái chân trái người ta đánh giá là ngang với cái chân trái của tôi đấy. Mà sút như vậy thì chịu. De Gea. Nope. Cỏ Mỹ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Con vợ Văn Toản trông lưng đấy. Đây. Bạn Tây Ban Nha này, Tây Ban Nha này, Tây Ban Nha của tôi này. Cái chân trái. Nope. Chân trái đâu? Ôi giời ơi. Giấu tên đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Với triết lý và lối chơi này thì có lẽ Mikel Arteta, một chiến lược gia trẻ người Tây Ban Nha, sẽ rất phù hợp với chiếc ghế huấn luyện viên. Chính xác, tôi đang thiếu Mikel Arteta. Fernando Torres 3-0, 3-1, tỷ lệ kiểm soát bóng là bao nhiêu? Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lắc vào đầu. Cam versus CF Liverpool thì nên ra em nào ha thay? Steven Gira, mùa cát cộng 8 em ơi. Hôm qua tôi đá Gira của mùa cát cộng 8 sút ghê vãi chưởng. Chuyển hay mà sút. Nó có hậu vệ người Tây Ban Nha là sao? Ôi giời ơi. Sad Boy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. 67%. Thầy chỉnh chiến thuật đơn cho El Nino của tôi đi chứ, đá cứ lùi lùi ôm vỉa trông nó hèn gì đâu. Ôm vỉa đâu mà ôm vỉa. Tiền đạo ảo. Torres trong tay tôi là tiền đạo ảo. Tiền đạo ảo. Em có con vợ nó phang đấy nhỉ? Con vợ nó phang cái con vợ siêu sao nhỉ? Phang cái cho nó căng cực ra nhỉ? David Silva ra đây rồi. Lương lên 227 đấy. Rồi. Tiếp tục. Ở quên không lắp Arteta rồi. Quên không lắp vào Mikel Arteta rồi. MU à. Gặp MU là không biết là như nào nhỉ? Không biết là phải như thế nào thật. Đừng chơi cái đội bóng đá không là nợ nần mệt lắm đúng không Tabi? Chính xác. Đừng chơi, tôi khuyên thật anh em đấy. Anh em có tiền đấy thì anh em hãy nạp vào những cái để giải trí. Hiểu là nạp vào FIFA này. Đó, để anh em tìm những cái thú vui, những cái giải trí nó nhẹ nhàng thôi. Hai là donate cho tôi này. Đó. Donate cho tôi này. Cũng là một cái giải trí, một hình thức giải trí cho anh em. Cảm ơn số tiền nhá. Thầy Arteta vừa bảo tôi anh em nào có tiền nạp tiền vào donate cho Tabi. Arteta phải nói là cái đó của ông này cũng là đúng đó thuộc hàng top của cái Tây Ban Nha đấy. Ôi giời ơi. Hòa Lê ôi đã trời ơi. Cho... Kiểm soát bóng của con vợ thì chớ luôn mà. Kiểm soát bóng một chớ luôn đấy. Ôi giời ơi. Diên đáng yêu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tối nay nằm MU được không thầy, chứ con vợ cộng 1.25.000 ghê quá. Không được đâu em ạ. Đừng dùng tiền vào những cái thời khác nhỉ. Đừng dùng tiền, hãy nằm im đi. Đây. Nằm im là nằm MU hay thầy? Nằm thầy nha, nằm thẳng vào thầy. Đó, nằm thẳng vào thầy là chỉ là auto có lời. Nằm vào donate auto có lời. Lối đá hi hi ha ha này em tự tin dã thầy hai nho. Chú khi đồ chưa được đâu, chứng lại cái đòi khôn hơn vịt đúng không? Chứng lại đang đòi khôn hơn vịt đúng không? Nick con vợ chú khi đồ này là tôi build cho. Đó, là tôi build cho, bây giờ còn định phập lại cả tôi, không được rồi. Các bạn định khởi nghĩa là không được rồi. Nope. Ôi, con vợ là quyết tâm đấy nhở. Ôi, giật mấy nhìn con vợ là quyết tâm ác luôn nhở. Cái chân trái. Cái chân trái của Asensio. Nó chả khác gì cái chân trái của tôi cả. Nhìn hỏi yêu có lè và cái làm nhè ba không? Nhiều có lẽ va cái nhẹ, va cái gì, làm nhẹ 3-0 luôn hả?
Nope. Cái khe này. Rồi, dấu chấm hết. Dấu chấm hết dành cho MU. Dấu chấm hết. Dài khỏi trận. Con vợ sân quách vào đây, con vợ sân quách vào đây. Con vợ sân quách vào đây. Nào. Ok, yo. Chuyển khoản diễn viên, cái gì mà chuyển khoản diễn viên anh em ơi, tôi sao nó gọi đâu nhỉ, quả Tây Ban Nha tôi đều rồi. Đùa. Bên fan thầy thì câu solo gần là giá như, bên Senna là hay là chắc thầy cũng rõ, mặt cười. Hay là sao? Hay là như nào tôi chưa hiểu. Pen. Khó quá. Gear Up Booster không hỗ trợ bản Thái, thầy có cách nào không nhỉ? Khó đấy. Em đang xem xét một cặp tay cầm trên shop Tabi thầy ạ. Sao lại giảm lag lại? Bằng tay cầm là sao ta? Sơn Quách chắc bài này chưa được học. Thật sự không có vợ Sơn Quách này, bài này chưa được học. Cầm bóng mà chơi. Bóng nhỏ thôi. Không vội. Đấy. Cầm bóng mà chơi. Asensio. Hay quá nhở, quả gôn MC này. Peter Smithsen à? Chủ động cho anh em nhìn đâu, nhìn thấy mấy con Tây Ban Nha nó chủ động pressing không? Đó, nó chủ động pressing này. Chuyền đi đâu bị mất. Em có thể hẹn kèo thầy T3 tuần sau giao lưu bên SV Hàn K, muốn được thầy đánh đòn mặt cười. À, giao lưu bên server Hàn à? Tôi xem thứ 3 tuần tới. Ôi. Thế là tôi chắc là ở bên Hàn đấy, chắc là tôi sẽ ở bên Hàn đấy. Ôi giời ơi. Em thành học trung học phổ thông chất lương cao thành phố Hà Nội chuyên chuẩn chọn trọng điểm quốc gia khu vực miền đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tên nó sợ thế. Hôm nay thấy thầy đẹp trai đấy. Okay. Đẹp trai cuối đầu bài. Nope. Mất tập trung quá nhỉ, mất tập trung quá. Còn đây nhá, còn phải mất con 1 luôn đấy. Đó, Sabi. Xong chưa? Ôi trời ơi. King Lad đã sai, đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Xong chưa? Thầy có biết thầy với Senna giống nhau ở điểm gì không? Đó là cướp ngày cướp không. Đêm mặt cười. Hôm nào kiểu gì tôi liên hệ, tôi rủ Senna đánh liên minh. Đánh liên minh của đá FIFA. Ngại gì đâu mà anh em. Senna vui mà. Ôi giời ơi. Giấu tên đã donate không, cho tao. Không, hai người mà trong giới streamer thua trong vui ve, bong ra deep net. Ok, cảm ơn giấu tên nha. Hai cái người mà nếu mà bảo bây giờ được tôi mà được chọn khoảng hai người kết hợp. Nếu mà hai người kết hợp trong cái lĩnh vực streamer mà tôi cảm giác là tôi muốn và tôi thích nhất để có thể là kết hợp cùng họ, chắc là tôi sẽ chọn Zambo với Senna. Chắc là tôi sẽ chọn hai người đấy kiểu mình xem stream của họ mình thấy vui vãi. À, mình thấy kiểu thấy kiểu họ hai kiểu vui tính ấy, và kiểu chắc là kiểu là dễ kết hợp ấy. Rất Cavale, đá bạn này đi. Một cái swimmer tôi cảm giác là khỏe nhất Việt Nam chắc là phải là đẹp. Khỏe nhất Việt Nam luôn đấy. Gào thét cảm xúc mạnh liên tục. Mà anh em biết là cái cảm xúc mà nếu mà mình nói liên tục và mình nói cường độ cao ấy, mạnh ấy, thì nó mệt lắm. Cũng phải có những cái quãng nghỉ ấy. Tôi thấy đẹp khỏe vãi. Ê, đúng. Nào, đột biến này. Nope. Cái tổ đẹp kìa. Mất trỏ. Tôi biết thấy anh ngon như thế này. Đá tới end game, thoải mái đi. 2025 là FIFA Online 4 là chính thức là dừng đúng không? Thì đá đến end game thoải mái. Asensio. Đi đâu ấy? Con túi bôn chạy đâu ấy? Đồng, đừng content với tôi nữa. Tôi sợ lắm rồi y. Nghệ chưa? Tôi đánh liên minh cũng hay mà. Tôi đánh liên minh cũng cao thủ ấy chứ. Cũng cao thủ đấy. Anh em phải lưu ý cái trường hợp đấy. Ngày xưa là cũng cao thủ kim cương cái thứ là tôi ấy trình, nghĩa là trình tôi ngày xưa đánh để mà đánh danh ấy thì nó không phải nằm kiểu tay to nhưng mà kiểu là kiểu trình sẽ hơn thầy ba một chút thôi. Đấy, hơn thầy ba một chút. Tầm đấy. Hayden Nguyễn đã donate ra ngoài luôn mà. 1.000 đồng. Quang nào không biết chứ, Quang Lưu gặp Tân Bi Đà thì sách LZ chạy 8 hướng luôn. Quang Lưu gặp tôi sốt luôn mà. Quang Lưu gặp tôi phải 39 độ luôn.
Tây Ban Nha thô thế nhở? Ủa con Tây Ban Nha nó thô thẩn luôn đấy. Thầy phải mang lễ sang mới mời được Hắc Hoàng đế nhé. Mang lễ luôn. Thuyền trưởng Senna đòi ít 5 quả trứng. Why? Như một cái tên lửa đó. Mang phải mang cả lễ vật ra. Mang cả lễ vật ta rủ chơi game luôn à? Đó. Đang đi giải quyết với chủ nợ của tài khoản em rồi thầy ơi à. Rồi ok, chắc là tôi nghĩ là tôi giáo án nó dừng ở đây được rồi. Để tôi liên hệ thử quả Hắc Hoàng đế xem nào. Ok, cảm ơn Thế Anh nhá. Cảm ơn 500 Brod Thế Anh 96 đã cho thầy mượn quả content này. Cảm ơn em rất nhiều. Là sao còn nick thì cứ gửi cái inbox nha, không phải ngại đâu. Là sao cứ gửi thoải mái. Anh em có thể là mua cho mình những chiếc app về tựa game như là Liên Quân, Liên Minh hay Free Fire với cái giá cực kỳ rẻ. Truy cập ngay vào honic.vn để lựa chọn cho mình những chiếc app phù hợp nhất.